trời nắng rất thường gặp trong mùa hè do tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím có trong ánh sáng mặt trời. Để hạn chế đau rát do cháy nắng, bạn có thể sử dụng một số thảo dược làm ẩm da hoặc áp dụng một số biện pháp cơ học khác. Các yếu tố làm gia tăng nguy cơ da cháy nắng. Da cháy nắng xảy ra do tiếp xúc quá nhiều với bức xạ của tia cực tím và vượt quá khả năng bảo vệ của da. Nếu bạn có màu da sáng, bạn có thể bị cháy nắng trong vòng 15 phút sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Các yếu tố nguy cơ phát triển cháy nắng. Trẻ nhỏ và sơ sinh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều vì tia nắng mặt trời mạnh nhất vào trong thời gian này. Khi đang uống một số loại thuốc, mắc các vấn đề về sức khỏe khác như bệnh lupus có thể khiến cho bạn dễ cháy nắng hơn. Da cháy nắng được phân chia làm 3 loại tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tổn thương da. Các loại cháy nắng phổ biến bao gồm: cháy nắng cấp độ 1, cháy nắng ở lớp ngoài cùng của da có thể tự lành theo thời gian. Cháy nắng cấp độ 2 là tình trạng cháy nắng làm tổn thương lớp da bên trong. Cháy nắng cấp độ 2 có thể gây ra mụn nước trên da và cần phải điều trị y tế, có thể mất vài tuần để chữa lành. Cháy nắng cấp độ 3, loại tổn thương này có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho tất cả các lớp da và phá hủy các dây thần kinh. Với cấp độ này, người bệnh cần phải được chăm sóc và điều trị y tế khẩn cấp. Một số thảo dược tác dụng tốt với da cháy nắng. Thứ nhất, nha đam. Nha đam là một thành phần tự nhiên, có tác dụng với nhiều tình trạng của da. Bạn có thể sử dụng nha đam để làm dịu vết da cháy nắng, giúp loại bỏ ngứa và chữa lành vết phồng rộp. Sử dụng nha đam cũng mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho da nhờ vitamin C và vitamin B có trong nha đam. Bạn có thể sử dụng nha đam tươi hoặc nha đam dạng gel bôi trực tiếp lên vùng da cháy nắng để hỗ trợ chữa lành. Thứ hai, trà đen. Hầu hết trong các căn bếp của bạn nhà đều có trà và bạn có thể sử dụng trà như một biện pháp khắc phục tại nhà phổ biến được sử dụng để làm dịu vết da cháy nắng. Bạn có thể đắp trà đen để nguội trực tiếp lên vùng da bị cháy nắng. Một số hợp chất trong trà đen có giúp loại bỏ nhiệt từ vùng da bị cháy nắng và có thể giúp chữa tổn thương da và ngăn ngừa ung thư da. Thứ ba, trà xanh. Trà xanh có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa tốt, giúp giải quyết các phản ứng bất lợi trên da như cháy nắng sau khi tiếp xúc với tia cực tím. Trà xanh cũng có thể giúp da giảm đỏ và tổn thương da, có thể thoa trà xanh lên vùng da bị cháy nắng để làm giảm tổn thương da. Thứ tư, dầu cây trà. Dầu cây trà có thể giúp kiểm soát cháy nắng bằng cách cải thiện lưu lượng máu đến các mạch máu của da, mang lại các chất dinh dưỡng thiết yếu cho vùng da bị tổn thương. Để sử dụng dầu cây trà, hãy pha loãng với một số loại dầu vận chuyển như dầu dừa, dầu hạnh nhân hoặc dầu ô liu. Lưu ý, tránh sử dụng tinh dầu trầm trà nguyên chất trực tiếp bôi lên vùng da bị ảnh hưởng. Một số biện pháp khác giảm đau rát do cháy nắng. Thứ nhất, giữ nước. Bạn nên uống nhiều nước hơn để giữ nước khi đối phó với cháy nắng. Các vết bỏng nắng sẽ hút nước từ cơ thể lên bề mặt da, khiến cho người đã bị mất nước. Uống quá nhiều có thể giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước do cháy nắng. Thứ hai, sử dụng kem dưỡng ẩm. Bạn có thể thoa một loại kem dưỡng ẩm tốt lên vùng da bị ảnh hưởng nếu da của bạn không quá đau khi chạm vào. Sử dụng kem dưỡng ẩm chứa lô hội hoặc đậu nành có thể giúp làm dịu da bị cháy nắng. Thứ ba, tắm thường xuyên. Bạn hãy thử tắm bằng nước mát hoặc tắm với vải hoa sen thường xuyên để giúp giảm cảm giác đau, lau khô người sau khi tắm nhưng không khô quá. Thoa kem dưỡng ẩm tốt là sau khi tắm sẽ giúp da giữ độ ẩm cao hơn. Cuối cùng, mặc quần áo rộng rãi. Bạn cần phải bảo vệ vùng da tránh nắng trước khi nó lành lại, chẳng hạn trước khi đi ra ngoài, hay mặc quần áo cotton rộng rãi.